bữa nay sáng thứ tư không, sáng thứ tư 22 tháng mới di chuyển mùa xuân á đó. Đó đây là cái móng chuồng này đó, cái móng chuồng nó dài từ trái ra qua phải. Ủa cái này cái đó cái cầu rồng hồi nhỏ đó thì bảy chứ hồi năm sáu tuổi đó có trên nhà ông nội nó có một cái người giúp việc đó, kêu mà nó móng chuồng nhưng mà nó lái cái móng chuồng thì bảy mới đưa cái mặt lên ngó cái nó tán cái cổ họng mình mà hồi nhỏ nó từ 6-7 tuổi à đó. Cái tên là như là cái anh đó tên là anh Góp á, người giúp việc nhà cho ông nội cô Bảy đó, thì nó đánh cho Bảy cái nhưng mà lúc đó chỉ thấy hả họng ra rồi còn cái lưỡi ấy, đánh lên đó là bị cắn cái lưỡi chảy máu miệng luôn á, cho nên nó tức mình thôi nó mới mới vô mép ông nội là giống như anh Góp đó là anh đánh chị Bảy ngày đánh Bảy vậy đó. Nhưng mà cô Bảy em thì Minh nữa nhưng mà giống như không có muốn đụng tới mấy cái người là người giúp việc nhà đồ này nọ vậy đó, nhưng mà con mình bị đánh chảy máu vậy nóng ruột không vậy mà cũng binh cho được à. Mà em hồi đó em nghe kể thành ra em sợ nó ai có biểu coi móng chuồng nữa. Mà tại vì nó lớn rồi, anh Góp nó lớn rồi, còn chị Bảy thì chứ còn nhỏ, còn có mấy tuổi à, 6-7 tuổi vậy đó. Ở trên quê mà ngó được, trong quê thì cái đồng ruộng lâu mới ngó được, mà nó chỉ có cái khi mà nắng nó lên á, nó vừa lên cái này nó có rồi nè, có cái nắng nó chiếu làm cái lên vô nó sẽ thấy vậy đẹp lắm á. Bữa nay lưa thưa lúc ra trời mưa vậy là công trường phải đóng cửa, nhưng mà do là trên đường Federal là nó sẽ đổ cái đất vào ngày thứ bảy này, thì nếu mà bữa nay City tới approve rồi là thứ bảy này nó đổ. Mà bữa nay trời mưa trên này nó báo là mưa tới 70% anh, 50% hả, 10% nha, hiện giờ là 8:00 sáng thôi, còn 2 tiếng nữa mưa, nhưng mà thấy trời có sáng sáng này nữa. Nếu mà hễ mà gió lên cho lớn á thì thổi mây đi khác thì là nó mưa về trong cái vùng Riverside với lại San Bernardino thì nó ngay ở những cái đám mây kế tiếp trong mưa rồi đám mây là mây mưa, mây nó không mưa đâu, mây nó từ cái đám mây bên ở đâu trình San Jose đi xuống miền Bắc xuống á, mưa lạnh á, đó trời để trời mưa là cái đường nó xấu nó dơ lắm, vừa xong á cái đám mưa này là nó bắt đầu nó đi xuống đường. Mỗi tuần thì nó quét một lần thôi, nhưng mà nếu mà có những cái đám mưa như này đó là gần như đó là hàng ngày nó đều có chiếc xe đi là nó đẩy, tức là sau khi là người ta đi làm có một chiếc xe đó là nó cái xuống nó cào là gom lại rồi có một chiếc xe đi hốt là tay các bạn, thì những cái debris nó đổ trên bàn nó đổ trên xe nó đụng vậy đó là nó bể lơ lung hết, chỉ có cái máy nó hút không có hút được hết, nó phải có cái xe nó gấp xuống, nó gấp luôn cái xe đổ cái rác to riêng, còn cái xe quét đường là nó chỉ hút những cái cát cái này nọ cho nó không có trơn trượt thôi. Còn tất cả những cái đường ở xa lộ như thế này đó là cái lòng đường đó là nó cào ra nó sập sập á để cho cái xe chạy mưa nó không có trơn trượt, nó mưa tuyết đá rồi không có trơn trượt đó. Rồi ở những cái chỗ băng lạnh đó thì tuyết đó thì nó còn rải muối trên đường để cho nó mau tan cái tuyết nó ra đó, cho nó không có đóng ở trên đường đó đó. Rồi chiếc xe cào tuyết thì nó vẫn đi là thường xuyên mà để nó thúc cái tuyết ra hai bên đường cho người để là làm sạch đường cho cái xe nó chạy thôi, đóng đường đó. Cái đám mây đen nó ghê quá ha. Bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi, phải tới cái chỗ công trường đó là trước 9 giờ để City nó tới. Nhưng mà nếu mà City mà trời bữa nay mưa về đó là mấy ông chính quyền đó, mấy ông lười biếng lắm, ở trong office thì nó đỡ accident hơn là đi ra ngoài là chết chọc đường nó không muốn đó, thì là tự động là nó cancel. Nhưng mà không có biết đó, là mình cũng không có biết cho tới lúc mà 8 giờ sáng nay đó nó mới báo cho thằng là công trường biết là bữa nay nó có tới được hay không đó. Nhưng mà mình nó đâu có chờ đến 8 giờ thì vì mình ở xa, cho nên nó 5-6 giờ sáng 5:30 sáng là tụi mình nó đã co giò phóng chạy cho nó lẹ đi lên trên này cho nó kịp giờ đó. Thì trước giờ đó thì chỉ có mình làm tới trước, mình chứng giấy tờ, mình ký giấy xong đó, rồi đó là mình đi thôi, mình đi qua công trường khác. Nhưng mà đặc biệt cái công trình này đó là anh City đó là anh muốn, cũng có thể anh đi sẽ nói là có thể là anh là một cái người mới mà cho nên anh muốn học nghề,
để cho anh biết là này nọ đó, nhưng mà nhiều khi người ta cũng có muốn nói cho mình biết là người ta không biết đó, để là sẵn từ trên cái mà cái on-site training á là mình huấn luyện từ cái đó đó. Cái đó, nhưng mà anh đó thì anh làm, anh Gary là anh làm cho chính phủ chứ không có làm cho tụi mình đó. Còn cái phần tụi mình á, tụi mình là độc lập, là giữa chính phủ với là giữa cái thằng contractor đó, mình làm là cái bên mình làm cho chủ nhà, nhưng mà mình đứng ra để coi cho nó làm cho đúng luật cái, cho nó hợp pháp rồi này nọ, nó sắt rồi này kia, rồi để cho nó trúng là cái gì cũng nó để cho nó in place, nó ở ngay cái chỗ của nó đó, là không có được. Ví dụ như có những cái đồ chi tiết nhỏ 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 mình làm, ví dụ như giờ mấy cái có tiền rồi này nọ đi, mà cái sắt to nhỏ đó giờ nó không có đó, nó dùng cái cây sắt lớn thì không sao, nhưng mà trong bản vẽ để là mình cứ dùng cây sắt lớn mà mình đem dùng cái sắt nhỏ thì nó không được đó. Thì lật vật nhỏ thôi chứ mà nó không có điều luật giống như trên nội. Mà ví dụ như bạn là xây cái vết tường, cái tường của masonry đi, thì cái xây sắt đó nó là cái vertical, thường là cái vertical với horizontal là xây số 5 thôi phải không anh? Đó, đó có đứa nó bỏ tới cái xây số 8, nhưng mà cái vết tường đó nó quên là từ phía dưới đó, từ cái basement lên cái nhà hầm, tầng hầm ở dưới đó, nó là xây 12 inch mà đổi qua 8 inch á, thì đó là cái tám, cái size 8 với size 6 in mà cái block sim view block unit á, nó cái lỗ chính giữa đó, cái lỗ cái cell chính giữa để cho nó đổ xi măng vô sau đó, khi mà hai cây số 8 nó lapping với nhau thành nó là 2 in rồi phải không, thì cái clearance nó không có, cái độ mà để mà xi măng này nó không có cái đó nó không có nghĩ ra đó. Mà tức là ở trong cái phòng, mà trong cái văn phòng đó, thằng kiến trúc sư với mấy thằng kỹ sư xây dựng đó, nó những tính cái đó, nhưng mà nó không có thấy những cái thực tế ngoài đời đó, là nhìn thấy là anh ơi, nhìn thấy là anh bắt liền, anh nói là không có được vậy, rồi hỏi kêu hỏi đó làm sao cái thằng engineer nó đi vacation á, thì cái người thế cho nó đó, cái đứa mà kỹ sư mới ra trường này nọ, nó cũng không biết giải quyết sao, nó đến tin bây giờ gọi tới nó, nó kêu nó không trả lời, mà nó không trả lời làm sao mà ở ngoài cái thực chất, ở ngoài công trường đó mình làm, mình phải dealing với những cái đó đó, là mình phải giờ giải quyết, nhưng mà mình đâu có ăn tiền đó đâu để mà mình giải quyết chuyện đó, thấy không đó. Rồi rốt cuộc rảnh lên cũng có giúp cho thằng Đinh đó, là ở chỗ Amantri đó, là nó bí lụ ở chỗ đó, bởi vì những cái design, cái gì người ta phát họa những cái đó, nó ký người ta trong đầu đó thôi, mà ra ngoài thực tế thì trời ơi nó phủ phàng mấy bạn ơi, nhiều cái nó cũng nhức đầu lắm. Thật ra anh làm á, nhiều khi ở ngoài công trường anh suy nghĩ, giống như anh thấy thằng lao công của thằng Ali hôm bữa, không cái thằng Danny đó, nó đâu có rành nghề, nó làm cái chỗ footing đó, nó làm mấy cái đó cái thằng đó gì là làm cái nhà đó, mấy đứa mà làm rất hôm để làm lẹ ngay cỡ như nghi nhồ đi, nó làm những cái nhà khác chứ mà cái loại nhà đó nó làm cũng được nữa. Nhưng mà những cái mà làm những bắt những cái bát, những cái steel beam ở trên vậy đó, là cái tụi của thằng Hoang, của thằng Urban Concrete, thằng đó nó giỏi đó nha, nó làm mấy cái nhà đó, mình làm nó tất cả là đổ nguyên cái nhà, vừa cái footing vừa cái nền nhà, tất cả là trong vòng ngày đó mà nó làm luôn, rất là 4-5 căn luôn á, 4-5 căn mà nhà to đó, những cái mansion đó. Em mới nói với Nghi Nhồ á, Nghi Nhồ nó nói mày sao biết nữa, hồi đó tao chuyên môn là xây nhà mà trắc hôn, mà giờ tao chán là tao không muốn làm nữa, là tối ngày cứ họp xây cái hộp điện gì hộp nào cũng như cái hộp đó rồi. Mà bữa nói sắc lên nói với thằng Bảo, dù cái nhà nó như cái hộp á, cái con Tì nó còn nói cho ba, cũng nói nhà như cái chuồng heo cái nhà mà cất giờ đó ở bên Việt Nam, những nhà đó thì là đổ bê tông cốt sắt rồi này nọ, dựng nó coi chắc chắn vậy, nhưng mà cái nhà ở trên dựng coi chắc chắn, nhưng mà cái nền cái móng ở dưới có chắc hay không, phải không, nó có giữ vững được cái building ở trên hay không. Nó bên Việt Nam nó chỉ có thầu khoáng là được vẽ nhà, anh cất nhà rồi này nọ, chứ nó đâu có và tính toán những cái mà cái sức nặng đó. Giống như anh thấy cái đường Malcolm, tại sao nó làm cái mass foundation nó làm xong rồi đó, em không có nghĩ là nó trên nó còn đổ thêm cái một lớp cái slab concrete, em không biết, em tưởng nó chỉ đổ vậy là nó xong cái tầng hầm rồi. Nhưng mà như cái building phải, như nó phải có cái sức nặng để nó chịu, để nó nổi ở trên 3-4 tầng ở trên chứ, bao nhiêu cái đó cái quay ở trên đó. Như cái thằng khi mà mình làm cái nhà của thằng Jacob ở đường Queen đó, anh nhớ không, nó hỏi em chứ Laura, mày nghĩ cái beam đó nó có đủ không? Em hỏi đủ gì, mày nói ý là cái beam đó để nó có đủ cái đà ngang đây, nó có đủ sức để nó giữ lại cái swimming pool nó không? Em mới nói là nhưng mà tao đâu phải kỹ sư xây dựng đâu,
em nói nó vậy, tao đâu phải cứ xây dựng đâu. Mình nó hay nói, nó hay hỏi em này kia lắm, nhưng mấy người nó hỏi là nó phải hỏi anh chứ, mà sao nó hỏi em đó. Nhưng mà cái nhà đó đó nó không có bị kiện thưa gì về cái structure của cái nhà nó sửa, mà sửa cái nhà đường khuyên đẹp em thích á. Lý do đó là khi mà nó bán á, nó quảng cáo đó là cái nhà tao là có mẹ có cái city light bây giờ nguyên có cái building nó trắng ngang nó trắng ngang cái đó, nó không có cái view nó thưa đó. Thì tới vụ đó tới giờ kiện thưa cũng chưa xong, nó nói kiện thưa nó hồi xưa nó có, nhưng bây giờ mày thưa thằng này ơi, DPS nó cho quyền tụi kia cất cái building lên trắng ngang này. Thì bây giờ đó là mày nói là bây giờ nó cũng có like thiệt, nhưng mà cái like của từ cái hotel đó, phải không? Cho nên thằng Joseph anh thấy không, bây giờ là nó chỉ đi sửa nhà rồi này nọ thôi, anh không thấy nó cất nhà và bán rồi này nọ nữa đó. Hồi xưa là cứ làm căn thì nó bán thì nó lời cũng được vài triệu bạc rồi, bỏ túi sung sướng quá rồi. Cái nhà đường khuyên nó bán được mười mấy triệu, 15-16 triệu vậy đó, mà có miếng đất chút xéo quăng lõm chút xíu nó chồm chồm ra, nó overhang qua bên ngoài nó làm. Công nhận Joseph nó design cái đó hay chứ, nhà cũ xì nó làm lại coi thiệt đẹp. Ôi thôi bây giờ trời mưa tạnh tạnh rồi, chắc là trên lá rồi nó cũng tạnh tạnh rồi. Đó, TC cái gì, Trịnh Công Sơn TCS rồi, Trịnh Công Sơn bus này chiếc xe bus dở đi du lịch đó, không biết đi đâu, thì không biết, chắc cũng đi tour từ cái dòng cái này đó là mấy nó chở đi mấy cái đi tour du lịch rồi từ nọ thôi. Rồi thôi, mình xin ngừng clip ở đây. Rồi, kính chào và chúc sức khỏe tất cả.